hủy ngay toàn bộ lợn tại ô chuồng nuôi, cơ sở thu gom, khu vực cách ly dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Cơ sở giết mổ lợn, cơ sở bảo quản sản phẩm từ lợn có kết quả dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi phải thực hiện việc tiêu hủy lợn, sản phẩm từ lợn của lô sản xuất dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngừng sản xuất và thực hiện việc tổng vệ sinh, sát trùng liên tục trong vòng 5 ngày trước khi giết mổ kinh doanh trở lại. Quảng cáo. Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng thông báo tuyển công nhân. Là một công ty sản xuất màn hình TV và điện thoại di động với công nghệ OLED hàng đầu trên thế giới, nhằm phục vụ nhu cầu cho sản xuất, công ty cần tuyển vị trí sau. Số lượng, nhân viên sản xuất 2.000 lao động, tổng thu nhập bình quân một tháng 8 triệu 500 ngàn đồng. Địa điểm tại Hải Phòng, địa chỉ Lô E, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Các chế độ phúc lợi. Lương cơ bản 4 triệu 950 ngàn đồng, phụ cấp xăng xe 400 ngàn đồng, phụ cấp chuyên cần 200 ngàn đồng, thưởng thâm niên 100 ngàn đồng, sau hợp đồng lần 1, 200 ngàn đồng, sau hợp đồng lần 2. Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cá nhân đến 1 tháng lương, các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty. Công nhân được đánh giá và xét tăng lương hàng năm theo quy chế công ty. Môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ, thoáng mát, được đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, được mua thêm bảo hiểm tai nạn 24/24, có xe buýt đưa đón nhân viên trong và ngoài thành phố Hải Phòng, ký túc xá tiêu chuẩn 3 sao cho nhân viên ở xa. Miễn phí 2 bữa ăn ngon miệng với nhiều thực đơn tại công ty. Có trung tâm thể dục thể thao đầy đủ trang thiết bị hiện đại tại khu vực ký túc xá. Môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện. Làm theo ca 24 ngày công 1 tháng, nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật, được đánh giá và xem xét cơ hội thăng tiến tại công ty. Tính chất công việc, vận hành lắp ráp linh kiện, kiểm tra chất lượng. Yêu cầu tuyển dụng, nam, nữ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi, nữ tốt nghiệp trung học cơ sở đến cao đẳng, nam tốt nghiệp trung học phổ thông đến cao đẳng. Các ứng viên đi phỏng vấn vui lòng mang theo chứng minh nhân dân, bằng cấp và bút đến phỏng vấn trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên từ 8 giờ đến 11 giờ, sáng thứ 6 hàng tuần. Liên hệ tư vấn tuyển dụng tại địa phương theo đường dây nóng 0888 044 368. Trân trọng thông báo. Nhằm tạo sân chơi cho các bạn nhỏ có niềm đam mê và yêu thích bóng đá, công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình chạy hè bóng đá thiếu niên Toyota cho các em từ 9 đến 12 tuổi. Quảng Ninh sẽ là địa điểm đầu tiên diễn ra vòng tuyển chọn vào ngày 22 tháng 6 tại sân vận động Green, Giếng Đáy, Hạ Long. 7 đến 8 bạn nhỏ tài năng nhất sẽ được tham gia trại tập huấn với huấn luyện viên Phạm Như Thuần tại Trung tâm Đào tạo bóng đá của VFF trong 7 ngày tại Hà Nội. Sau tập huấn, 18 bạn nhỏ xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn cho chuyến tham quan và du đấu với đội bóng thiếu niên Nhật Bản trong 9 ngày. Các thí sinh khi đến tham gia tuyển chọn vào ngày 22 tháng 6, chú ý mang theo bản sao giấy khai sinh, quần áo và giày thi đấu nhé! Hẹn gặp các bạn nhỏ vào ngày tuyển chọn! Chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Uông Bí xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.